xã. Bây giờ mình thui qua thui gà nha, thui cho cái da nó. Thứ bảy mình làm gà hành xả để chút có đưa một cây người bạn tới nhậu. Hôm qua mình có làm sơ sơ quay cho các bạn coi rồi đó. Giờ bữa nay là bắt đầu mình làm các bạn. Thì đó thì có gà mình ướp ngon qua rồi. Đây đây có miếng cải trắng mình sắp sẵn hết rồi. Đây là xả. Rồi nước. Đây để mình cho các bạn coi gà. Cái cục bịch mình đốt hết trơn rồi các bạn. Xong rồi bữa nay là đây. Bây giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Đây mình có để cái chảo cái nồi cái lò sẵn rồi đây. Bữa nay ở đây cũng nóng các bạn. Bây giờ thấu khóc quá. Tại vì các bạn biết mình để trong cái bịch giờ để vô tủ lạnh nó dễ.
để cái thao thì nó hơi bự gần gà. Dạ, phải đổi cho cá thì nhỏ quá. Xào cho nó săn lên các bạn. Để mình vô lấy cái son khác rồi, son này nhỏ quá. Rồi các bạn, mình đổ qua cái son khác rồi. Son này lớn hơn, son này nhỏ quá. Rồi mình cứ xào lên, các bạn xào cho nó săn lên rồi xong rồi mình đổ nước vô. Cho thêm miếng dầu thì cái son này không mới. Bữa nay nóng quá bạn, chút nữa cho uống bia chắc ngon lắm. Bây giờ mình quên để bia tủ lạnh nữa, mình vừa để tủ lạnh rồi. Rồi chút không có bia uống. Cái này thì mình nghĩ con gà này nó chưa có đá thì nấu cỡ luộc có chừng 40 phút là mềm rồi. Đưa nước vô xong mình hất bỏ, xong mình lấy xả vô. Tôi vừa nhào lấy miếng nước đi, hết nước đi.
thêm miếng nước nữa các bạn. Rồi mình để cho nó sôi lên, mình hớt bọt các bạn. Rồi lúc mà hớt xong bọt cho nó gần mềm mình, mình đổ một lon nước dừa các bạn. Tại vì nó bây giờ các bạn đổ nước dừa vô liền á thì nó sẽ sát xuống màu cạn nước. Bọt xong cái mình bỏ xả vô. Cái son này là để nấu trong cái lò bằng các bạn. Nó lau sôi lắm, là đem cái lò ra là nấu nó lau sôi. Hớt bọt tiếp qua.
cái giá cái vợt này các bạn, mình hết ra mở rồi hết. Không hiểu không? Ủa giá bự hết cái hao nước, cái ra nước không mà nước kia còn trong. Rồi ngon rồi đó, bây giờ mình bỏ xả vô. Gà hết gà các bạn ơi. Đây các bạn. Nãy giờ không biết mềm chưa nữa, mình coi coi cái này. Ồ chưa các bạn. Cứng luôn các bạn ơi. Nấu tiếp thôi. Nước các bạn nha. À, vô đây luôn. À, bữa nay có cái đầu gà đã không biết bữa nay ăn đây nữa. Bình thường mình làm đầu thì mình bỏ hết trơn à. Vì khi có bạn nào mà mình biết bạn nào ăn á thì mình mới để lại. Còn bữa nay có người bạn ăn cái đầu gà, bữa nay không có xuống được ốc lần. Nước xong thì mình bỏ cho nó sấy, mình sấy các bạn nha. Rồi xong mình làm là cái nước mắm, ăn gỏi nước mắm mà nó mắm kẹo á, nước mắm không có đổ nước á, chỉ với đường với chanh với lại nước mắm. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình làm các bạn nha. Ok, bây giờ đầu tiên mình sẽ tôm khô nha.
các bạn ngâm nước chừng nửa tiếng à, là nó mềm này. Mềm rồi bỏ vô máy xay mình xay, tại vì nó không có ngâm nước mềm máy xay mình xay không có nổi. Ok, đó xong rồi đó các bạn. Xong rồi bây giờ mình bỏ vô chảo mình gan cho nó khô các bạn. Để chảo này. Gan cho nó chủ yếu cho nó gáo lại các bạn nha, chứ không phải cần vàng hay gì đâu, tại mình ngâm nước đó rồi nè, gan cho nó gáo lại. Nước mắm thì mình giống như nãy mình nói với các bạn, đây mình có làm sẵn để nhà dành nhà ăn đó, thì chút mình dùng cái này mình xài vậy đó. Để lửa cũng vừa vừa các bạn, để áp lửa quá, áp lửa nó khác. Mình gan này chủ yếu cho nó gáo khô rồi. Hai trái xoài mình như khô được quá nhiều luôn. Đây sắp khô rồi nè.
có gì được rồi các bạn. Thì nó ráo rồi. Mình để cho nó nguội các bạn nha. Xíu mình làm sòi các bạn nha. Ok các bạn, bây giờ mình làm có sòi các bạn nha. Bây giờ sòi đây. Bây giờ bào ra. Nước sốt thì các bạn nào mình ăn liền á thì bạn đổ vô trộn xong rồi chúng ta luôn, còn các bạn chưa được ăn á thì chừng nào mà ăn xong mới đổ nha. Chừng nào bắt đầu chuẩn bị ăn rồi mà ta đổ vô, lúc đó anh đổ vô nhiều một chai cho.
khô rồi, dưới này quá trời đất cũng khô luôn. Lấy mình lấy cái muỗng này, quá trời. Đây các bạn, rồi mình để dầu lắc hết lên. Khi nào mình ăn mình nên chế nước mắm vô các bạn nha. Khi nào ăn mình chế nước mắm vô. Ok đây các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình lẩu gà mình làm xong rồi đây, bây giờ mình nốt ra các bạn. Múc gà lẩu. Đầu gà chưa để lái đi chút xíu mình ăn. Này nước có cá giúp các bạn thì mình ăn với bún đó, mới bà ăn với bún. Cái nước này thì ngấm chẳng có nêm gì các bạn, nó ngọt sẵn, bà chỉ bỏ muối, khỏi còn bỏ bột ngọt. Rồi đây có hành lá này các bạn, để lên. Đây các bạn thấy hấp dẫn chưa? Rồi tí nữa mình để lên cái lò lẩu các bạn. Mình bỏ chẳng hạn như mướp một tay vô ăn. Tí xíu nữa không mình quay các bạn coi tiếp nha. Ăn xong rồi mới quay. Nãy giờ rồi quên các bạn, đây lẩu đây, lẩu gà đây, mì gà đây. Đừng quay người nha. Mì gà đây. Nổi xồi, quay. Mì gà nhậu say chết luôn. Nói đi, nói đi. Đậu ngồi đâu? Đường xào lăng. Cái đầu. Nó thấy nó không bằng bà trẻ.